Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đưa đến một cái chương trình Aerorock, cái đồng token OKSE nhé. Thì đồng token OKSE này hiện nay nó đã được mở bán long pass ở trên sàn Bybit và dạo gần đây thì đã được chia sẻ rất nhiều trong cộng đồng mạng với cái giá trị tương đối là hấp dẫn. Rồi thì ở cái dự án này thì chúng ta sẽ ăn chia là 48.000 cái đồng token OKSE này và dành cho 600 người may mắn nhé. Thời gian nó sẽ kết thúc từ thời gian thì từ ngày 30 tháng 8 cho kết thúc cho đến ngày 15 tháng 9. Rồi thì để tham gia vào cái dự án này thì đơn giản là mọi người cần phải có một tài khoản trên nền tảng của sàn Bybit, sau đó thì copy UID của sàn và bấm vào đường link tham gia sự kiện. Rồi ở đây thì mọi người sẽ join vào các nhóm Twitter, các kênh mạng xã hội của nó này. Rồi tiếp tục là follow Twitter này. Sau đó ở đây mọi người sẽ test thêm 3 người bạn. Thì đường link test thêm 3 người bạn mình có để dưới phần mô tả nhé. Mọi người sẽ bấm vào cái đường link test, đường link Twitter đấy để mọi người test 3 người bạn vào nhé. Rồi thì ở cái bài đăng này thì mọi người sẽ kích chọn like này. Sau đó thì mọi người chọn trích dẫn tweet và nhập cái bình luận tweet vào đây. Mọi người sẽ test 3 người dùng vào. Ok, bấm chọn tweet lại. Rồi sau đó thì quay trở lại này. Mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link tweet đi ở đây. Mọi người quay lại Twitter nhé. Sau đó thì sẽ sao chép cái đường link này. Rồi quay trở về đây, mọi người sẽ gửi cái đường link retweet vào đây. Rồi bấm chọn continue. Tiếp theo là sẽ nhập UID của sàn Bybit. Thì mọi người sẽ đăng nhập vào cái sàn Bybit cho mình. Rồi ở góc trên cùng ở bên tay trái đây, mọi người bấm vào đây. Sau đó thì copy cái UID. Ok, quay trở về cái biểu mẫu. Rồi dán nó vào. Bấm chọn continue. Rồi thì đây là một cái dự án khá là chất lượng ở trên Longpass sàn Bybit nên anh em cũng đừng bỏ qua nhé. Rồi mình xin dừng video tại đây và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.